Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi dựng một nhạc cảnh rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trên sân khấu, nói về tình mẫu tử, về sự gắn bó của mẹ con trong mỗi gia đình Việt Nam, qua một liên khúc gồm có nhạc phẩm Quê Nghèo của Phạm Duy, nhạc phẩm Mẹ của Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Linh Diệu, lần lượt được gửi đến quý vị qua 3 tiếng hát Hương Lan, Hương Giang và Hoàng Nhung. Sàn trôi có những cánh đồng cát dài, có lũy chia còm ta tới ruộng khô, có những ông già rách vai cuốc đất bên đàn trẻ gầy, có người vừa thấy trâu cày. Khi sương rơi mờ trên dãy, thấp thoáng bóng người bên ngồi tát nước với giọt mồ hôi. Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng ba mẹ cười vui vì nồi cơm ngô đầy. Bao giờ cho lúa được mùa luôn lúa ơi, để cho cô con gái không buồn vì gió đông. Bao giờ cho lúa về đầy sân lúa ơi, để cho anh trai cha làng tôi luôn luôn vương vài đám khói, nhưng mái tranh buồn nhớ người, sơ xác điêu tàn vì ai. Lửa đêm thanh vắng không một bóng trai, có tiếng ó nghèo thở dài vỗ về trẻ thơ bụi ngùi. Nằm mơ mơ thấy trăm hò tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong tiếng cười. Chân tay con mẹ cho với sữa mẹ, trong tim con mẹ san máu xuân thì nỗi xinh xinh ngày nhỏ bé, bóng thơm mẹ con đi như măng non hoa vừa hé, tóc mẹ thiết tha che. Trong đêm khuya mẹ như ánh trăng rằm soi cho con bằng đôi mắt dịu dàng, biển lớn cũng không ngoài tình thương. Mây âm u rừng ngả bóng xuống lòng mẹ nhớ con. Ngày trời mưa mẹ cười xua bóng mưa cho con sẽ không bao giờ quên. Sương ra con mẹ truyền thơm tho tay mẹ nền, mẹ nâng niu xót cho từng tiếng ru êm đềm. Sau cho dù con lớn khôn và đi đâu xa rồi con cũng quay về. Sóng mênh mông trời biển lớn cũng không ngoài tình thương. Mây âm u rừng ngả bóng xuống lòng mẹ nhớ. Kính thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục đố cái kiểu vừa rồi, cái kiểu mà quá dễ, thành thử gần như là chưa có người nào được mời mà nói sai cả. Thưa quý vị, đây là 1.000 đồng tiền mặt của công ty mà tôi hay quảng cáo, Lover's Hair Salon. Tức là trước đây là dầu gội đầu chống rụng tóc, nhưng bây giờ là dầu gội đầu nhuộm tóc. Quý vị gội đầu thì chỉ cần từ 7 đến 8 phút thì tự nhiên tóc quý vị đen lại, không phải nhuộm nữa. Tức là trong cái dầu gội đầu đó nó có thuốc nhuộm tóc là không có ammoniac, không bị ngứa, không dính da đầu, giữ màu lâu, nhanh và tiện lợi, mùi thơm dễ chịu. Đó, thì bây giờ tôi nhìn xem ông nào cần nhuộm tóc thì tôi cho thử một cái xem ra làm sao. Đúng rồi, ông ra đây. Cô kia cô ấy đề nghị ông bên cạnh, nhưng tôi nhìn lại hóa ra ông không có tóc. Bây giờ anh coi trên màn ảnh nhé. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy ngày đi. Nhìn trên kia có vẻ cầu cứu quá này. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy trăm năm. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy con sông. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn khê. Và anh chọn chữ nào? Số 3. Sơn khê. Dĩ nhiên là đúng, nhưng mà tôi cũng biết dĩ nhiên không phải là anh chọn, mà là hai người hàng xóm này. Đây, tặng anh 1.000 tiền mặt, nhưng mà anh thử dùng cái thuốc này xem, tại cái mái tóc này đến ngày phải nhuộm rồi. Mời, cảm ơn anh, mời anh về chỗ. Và thưa quý vị, để tiếp tục là một giải thưởng 1.000 đồng của Lovex. Lovex, thưa quý vị, là cái hãng kem mà serum mà Kỳ Duyên là khuôn mặt đại diện. Quý vị thấy hình của em đây trên này đây. Thì thưa quý vị, đặc biệt của phát minh của Lovex là tất cả những cái hạt ở trong cái chai nó như là những cái hạt trân châu đó. Nó để nguyên ở trong chai, có những cái chất hòa hợp nó không có vỡ ra cho tới khi nào mình pump, mình bấm nó ra thì nó mới vỡ tan và hòa với nhau. Như vậy thì tất cả những cái chất mà trong cái chai bao giờ nó cũng tươi và nó fresh. Quý vị dùng được nó tốt hơn là những cái chất mà để lâu trong chai rồi. Thì thưa quý vị, đây có những sản phẩm làm chống lão hóa và cũng như là cho trắng da. Bây giờ Kỳ Duyên xin hỏi các chị ở đây, có ai cần 1000 tiền? Có ai không ạ? Hồi nãy em đã kêu bên này rồi. Rồi, thôi em mặc chị áo đen, trong đỏ ngoài đen. Nghĩa là chị đi casino, thành ra chị cũng mặc áo đỏ đen đó. Rồi, hy vọng là kỳ này em đặt đỏ nó trúng hơn là đen nhá. Ok, bây giờ em nghe cái bài ở trên. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một... Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Rồi, 3 chữ ha. Cho tôi tìm lại một ngày thuở xưa, cho tôi tìm lại một lần với em, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Dạ, một ngày ấu thơ. Chị nghĩ chắc em phải chia mỗi người đây 100 quá, chị thấy 10 người đều nhắc cho em hết. Thôi đây chúc mừng em nha, hy vọng em có làn da trắng và đẹp hơn. Thank you em. Thưa quý vị, tôi ở bên này. Một người quen nổi tiếng mà ai cũng biết là Daniel Phú, tức là lông mi. Daniel Phú là người đã được 4 bằng phát minh về lông mi. Và bây giờ cái câu khẩu hiệu của Daniel Phú là tôi vào thế giới này chỉ để làm lông mi mà thôi. Đó. Thì đây là 3.000 đồng tiền mặt, là coi như đọc lác rồi, một cái giải tương đối. Mà câu hỏi thì đương nhiên nó cũng như cái kia, thành thử ra nó dễ thôi. Thì để tôi lâu quá tôi không xuống cái phần dưới này, thì hôm nay tôi nhìn một người. Vâng, tôi thích cái ông có râu ra đây. Đến đây, ok. Bây giờ anh lại nhìn lên màn ảnh, nghe và cho biết 2 chữ để điền vào. Xin được làm mây mà bay khắp nơi, kẻ chốn quê hương xa rời tư. Đây là bài Còn thương rau đắng mặc sau hè, quý vị biết phải không ạ? Vâng. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, xin được làm mây mà bay khắp nơi sông hồ, xin được làm mây mà bay khắp nơi phương trời. Giang hồ. Không, ông này thì giỏi lắm. Tại vì tôi chưa dứt câu, ông đã giang hồ trước rồi. Tức là ông không nhờ ai. Xin chúc mừng anh. Đây là 3.000 đồng tiền mặt. Ok. Em chỉ thấy là Ánh có dâu thì không biết là Daniel gắn lông mi mà có gắn dâu giả luôn không? Nhiều khi mấy cộng nó rớt ra. Trước khi nói giải thì thưa quý vị, cái này là của Cali Beauty Supply 2, là đại lý chính của DND Gel. DND Gel có nhiều màu đẹp với chất lượng 100% gel, không chảy, không mùi, không nhăn, không rút và rất dễ quét. Để tăng thêm income, quý vị nên có một bộ D&D Gel trong tiệm. Và thưa quý vị, tăng thêm income trong tiệm thì Kỳ Duyên không biết, nhưng mà tối nay qua Cali Beauty Supply 2, quý vị có thể tăng thêm 2.000 tiền mặt và 2.000 gift certificate. Rồi, thưa quý vị, ai nói Kỳ Duyên đẹp hồi nãy đâu? Ok, mời em. Giờ nãy cô khen em không nghe kịp. Rồi, em theo dõi trên màn ảnh nhé. Người có thương, thương tôi nghệ sĩ, thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp. Bây giờ quý vị nhớ nha, quý vị mà nhắc thì cái phần tiền này không tới tay quý vị đâu. Thành ra quý vị em để ý nha, kỹ nha. Thường dèm pha tôi kiếp trăng hoa, thường dèm pha tôi kiếp sướng ca, thường dèm pha tôi kiếp mơ xa. Trăng hoa, sướng ca và cái gì nữa chị? Mơ hoa. Sướng ca. Wow, congratulations. Em có làm móng tay không? Dạ, chưa, nhưng mà nhất định làm thì nhất phải đòi cho bằng được DND Gel nha. Chúc mừng em. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi lại mời quý vị hướng lên sân khấu để thưởng thức một màn trình diễn đặc biệt. Cũng là một trong những tiết mục xuất sắc mà không phải là xuất sắc vì hơn các ca sĩ khác, nhưng mà lạ, chắc chắn là lạ. Đó là nhạc phẩm Dạ cổ Hoài Lang Cao Văn Lầu qua phần tiếng hát của Hương Thanh và đệm đàn của người nghệ sĩ quốc tế Nguyên Lê. Đừng lạc phai, nguyện Hương Thanh, Nguyên Lê và Jason xin thành thật cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, lại thêm một vị khách mời đặc biệt của chúng tôi, nữ thiếu tá Diệp Khanh, quân đội Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi trên màn ảnh. Thiếu tá Khanh Diệp sanh tại Sài Gòn, Việt Nam, cùng với gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1981 và theo học tại Học viện Quân sự United States Military Academy tại West Point. Năm 2003, Thiếu tá Khanh Diệp chỉ huy Bravo Company thuộc tiểu đoàn 502 Personnel Services Battalion, phục vụ tại chiến trường Iraq. Sau đó, bà trở về Hoa Kỳ và giảng dạy tại Học viện Quân sự West Point. Đến năm 2010, bà trở về làm việc tại căn cứ Fort Hood, Texas và qua Iraq cho chiến dịch rút quân vào năm 2011. Hiện nay, Thiếu tá Khanh Diệp làm việc tại Ngũ Giác Đài ở Hoa Thịnh Đốn. Bà đã được tưởng thưởng nhiều huân chương khác nhau. Bà lập gia đình với Trung tá Charles Foster và có một con trai 5 tuổi là Price Foster. Thiếu tá Khanh Diệp sẽ được phong chức Trung tá vào khoảng tháng 5 của năm 2015. I want to thank Thuy Nga for having me as a part of the 40th anniversary of the fall of Saigon. It's so important to reflect back to the hundreds and hundreds of thousands of refugees who left after the war, and also to remember our parents and our ancestors. Serving in the military is just a small part of giving back to our nation. I apologize for not being able to make the show in person, but I really want to take this opportunity to wish you a great evening, and please enjoy the show. Thưa quý vị, bà cụ này thì đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Tôi mới đọc bài báo là cụ bà Gallan ở Scotland năm nay 109 tuổi. Bà tuyên bố bí quyết sống thọ là phải tránh xa đàn ông. Tránh xa đàn ông thì sống thọ để làm gì? Nhưng mà bà có nói là tới bao nhiêu tuổi bà mới tránh xa không? Nhỡ 85 tuổi bà mới tránh xa làm sao? Không, bà chỉ nói là năm nay tôi 109 nhưng tôi quyết tâm không lấy chồng. Không còn ai bằng tuổi cụ để lấy đâu. Nhưng mà đây lại có thêm một bà này là ở Nhật Bản. Quý vị cũng biết là như tôi hay quảng cáo là người Nhật cái tuổi thọ sống cao nhất thế giới mà. Một cao thủ ở Nhật Bản là bà Misao Okawa, năm nay 117 tuổi. Và bà cũng đồng ý với bà Gallan là không nên liên lạc với đàn ông thì mới sống thọ được. Nhưng mà cái bài báo khi nó đăng cái tin này đó, thì nó cũng bình phẩm một câu là cụ nói cụ tránh xa đàn ông, nhưng tôi không hiểu. Có thể là vì đàn ông tránh xa cụ. Em nghĩ cái đó anh phỉa ra quá. Em tưởng là nếu mà đúng ra thì đàn ông mà sống không có đàn bà mới là sống thọ đó. Cái đó em nghĩ là còn có lý hơn. Cô ơi, nhân đây thì tôi vắn tắt như này. Cái thống kê của các nhà tâm lý nó cho biết rằng là đàn ông người ta nặng tình hơn phụ nữ. Là bởi vì người đàn bà sau khi ly dị, người ta dễ quên đàn ông hơn. Nhưng mà đàn ông sau khi ly dị người vợ rồi vẫn cứ nhớ như thường. Thì cái điều đó đúng là vì tôi có nhận được thư của một ông khán giả. Ông nói là anh Ngạn nói điều đó rất là đúng. Người đàn ông mình khó quên. Bằng chứng là bây giờ tôi nằm bên cạnh người vợ mới mà tôi vẫn căm thù bà vợ cũ. Thôi thì anh cứ nói tới chuyện căm thù vợ mới vợ cũ mà em phải giới thiệu cái bài sắp tới gọi là Lệ Vu Quy. Nghe nó rất là đi với cái tâm sự. Thưa quý vị, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lệ Vu Quy của nhạc sĩ Quốc Hùng qua hai tiếng hát của Trịnh Lam và Diễm Sương. Trăm năm chia tay, lặng thầm chúc phúc trăm năm em ơi. Hỏi lòng biết trách ai đây khi em tìm về xa hoa giữa đời. Lệ tình buốt giá đưa em sang ngàn quên câu đợi chờ. Lệ tình buốt giá trong đêm mưa rơi. Lệ tình khóc phút ly buồn. Hẹn hò kết thúc thiên thu xanh sao, ngọt ngào kết thúc thiên thu cô đơn. Tình mình có thể thôi sao em ơi, ngọc ngà vương gót em rồi. Rượu hồng em uống trắng riêng, rượu nồng anh uống cho quên, rượu tình ta uống quay cuồng trong cơn xót xa. Rượu hồng em uống trắng riêng, rượu nồng anh uống cho quên, rượu tình ta uống quay cuồng đêm cuối nơi này. Mong em bình yên nơi chốn ấy, lãng quên muộn phiền về bên ấy, quên niềm riêng. Mong em hồn nhiên tháng ngày luôn là bên người yêu em mãi mãi. Mong cho đời nhau đừng nhung nhớ không thương tình đâu, đừng nhung nhớ mắt môi lệ sâu. Phút quý chiều nào ước thề lạnh lùng mắt lệ nhạt nhòa. lệ đẫm thuyền hoa. Diễm Dương và Trịnh Lam xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, Paris by Night 115, tức là cuốn kế tiếp, chúng tôi sẽ tổ chức tại một nơi quen thuộc mà chắc chắn là quý vị cũng yêu thích và khán giả khắp bốn phương đều yêu thích, đó là Planet Hollywood ở Las Vegas vào dịp lễ độc lập July 4, tức là thứ Bảy và Chủ nhật July 4, mùng 4 và mùng 5 tháng 7. Thưa quý vị, năm ngoái chúng tôi lỡ bởi vì rằng là nơi đó là nơi mà Britney Spears đã ký hợp đồng và đang trình diễn liên tục, cho nên là deal với họ suốt năm ngoái không được, chúng tôi phải thâu vào tháng 5. Nhưng mà năm nay thì đã deal xong và chúng tôi sẽ trở lại Las Vegas vào lễ độc lập. Cho nên là xin mời quý vị chuẩn bị để sẵn tiền bạc để đi coi. Có phải không quý vị? Không, vé không bao nhiêu. Vé không bao nhiêu, vé đâu có bao nhiêu đâu. Hàng đầu có chừng 1-2 ngàn bạc thì không ăn thua gì. Nhưng mà tôi nói chuẩn bị là vì đi Las Vegas nó có nhiều cái quyến rũ nặng nề hơn cái vé Paris by Night nhiều. Phải không quý vị? Đó, cho nên để dành sẵn tiền đi. Và khi nào mà quý vị nghe cuốn băng này ra, này năm 114 ra quảng cáo, quý vị liên lạc ngay với trung tâm Thuy Nga để lựa chỗ ngồi. Xin cảm ơn quý vị trước. Và hôm nay tôi nhìn mặt cho kỹ để tôi hẹn gặp quý vị tại Las Vegas vào tháng 7. Thưa quý vị, trong cuốn video trước đây thì có hai người ca sĩ lần đầu tiên đứng chung với nhau mà họ đã rất thành công trong nhạc phẩm Hẹn Hò. Thì sau khi cuốn video đó ra, chúng tôi nhận được rất nhiều những lời yêu cầu của khán giả để tiếp tục cho hai người ca sĩ này lại đứng chung với nhau trong một nhạc phẩm khác. Thưa quý vị, hôm nay trong nhạc phẩm Còn Yêu Em Mãi của Nguyễn Trung Cang, xin mời quý vị gặp lại hai tiếng hát Thiên Tôn và Thanh Hà. Trang giấy yêu em như thuở nào, tình yêu còn đông đầy trang sách, dù biết trái tim đã già mà những thiết tha trắng nhòa, tình cũ vẫn nghe ấm nồng gọi tên nhau lúc cô đơn, để nghe sưởi ấm tâm hồn. Anh ơi, đây tiếng đàn lời ca dệt ân tình năm tháng, câu ca hay khúc nhạc, tình yêu còn đông đầy khao khát. Dù có cách xa mỏi mòn mà những dấu yêu vai còn sưởi ấm sắc thân héo gầy, tình yêu như gió đưa mây gọi mưa giăng kín không trời. Hey, em hỡi, ta mơ sẽ tới khi tương phùng, em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc. Ngọt hay đắng trong cuộc đời mưa nắng, ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời. cho tình tan nát. Dù biết cách xa với đời, dù biết thủy chung trắng rơi, mà vẫn xót xa tháng ngày chờ ta chi nữa em ơi. Còn đâu giây phút tuyệt vời này anh hỡi, ta mơ ngày sẽ tới khi tương phùng em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc. Tuyệt vời riêng ta nơi núi rừng, về đêm càng nghe hồn băng giá. Câu ca hay khúc nhạc càng thêm sâu cho tình tan nát. Dù biết cách xa với đời, dù biết thủy chung trắng rơi, mà vẫn xót xa tháng ngày chờ ta chi nữa em ơi. Còn đâu giây phút tuyệt vời mà vẫn xót xa tháng ngày chờ ta chi nữa em ơi. Còn đâu giây phút tuyệt vời. Thanh Hà và Thiên Tôn xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi được tin là nhạc sĩ Lê Vũ, mà quý vị cũng có là tác giả của một số bản nhạc có trình diễn trên Paris By Night, chẳng hạn như Hiu Hắt, Đời Nhau, Làm Sao Anh Biết và Phố Vẫn Xưa thì vừa qua đời. Cho nên là nhân dịp này thì xin được phép thay mặt trung tâm cũng như anh chị em nghệ sĩ gửi lời phân yêu đến gia đình của nhạc sĩ Lê Vũ. Và thưa quý vị, kế tiếp là một liên khúc gộp hai bài Phố Vẫn Xưa của nhạc sĩ Lê Vũ sẽ được trình diễn qua tiếng hát của nam ca sĩ Đình Bảo, và nối tiếp theo là nhạc phẩm Lời Tình Buồn của Hoàng Thanh Tâm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lam Anh. Cơn mưa chiều nay làm tung mái tóc một thời nồng nàn, dìu nhau đi trong cơn mưa bay đường mây tám hướng mộng đời ngập tràn. Trả lại em góc phố huy hoàng, chỉ mình tôi với giấc mơ tàn và bao đêm chờ xa. Đành thôi em, ta chia tay nhau, đành gom góp hết kỷ niệm một đời, làm hành trang ta mang đi theo về nơi gió cát một vùng biển trời. Chiều mưa êm xóa dấu chân mềm, dường như ta vẫn mãi đi tìm phố vẫn xưa mà anh mất em. Ta vẫn biết tình nào không nuối tiếc, hát cho nhau lời cuối khúc tình ca. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên bỡ ngỡ, biết môi em là quen với muộn phiền. gom góp hết kỷ niệm một đời, làm hành trang ta mang đi theo về nơi gió cát một vùng biển trời. Chiều mưa êm xóa dấu chân mềm, dường như ta vẫn mãi đi tìm phố vẫn xưa mà anh mất em. Ta vẫn biết tình nào không nuối tiếc, hát cho nhau lời cuối khúc tình ca. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên bơ ngỡ, biết môi em là quen với muộn phiền. Ta nhớ một sớm nào rừng đông im lặng tiếng ngày ngất trong gió bay, lời tình nghe đắm say. Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn, ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá. Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng vỗ, ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa. Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười, từng ngày tình đau cho trái tim sẽ thêm những mỏi mòn. Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi, nắng miêu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng năm. Từng ngày tình đến môi thơm ngọt mềm, từng ngày lần bước đi trong ơ thơ, đường tình mù tối như mây răng mờ cuối trời. Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó, trên tháng năm mơ em mong tình còn trong nỗi lo. Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người, ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời. Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó, trên tháng năm mỗi mong tình còn trong nỗi lo. Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên mọi người, ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mà ai một đời. Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời. Xin cảm ơn quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Love you. Bây giờ lại là một quân nhân người Việt nhưng giữ một chức vụ quan trọng trong quân đội Hoa Kỳ. Xin mời quý vị theo dõi video clip của Trung tá Chỉ huy trưởng Cao Hồng. From Naval Diving Salvage Training Center, Panama City. Go Army, be Navy. Go Navy, be Army. Booyah, America. From Naval Diving Salvage Training Center, Panama City. Go Army, be Navy. Go Navy, be Army! Booyah, America! qua Mỹ tị nạn vào năm 1975 khi vừa được 4 tuổi, Trung tá Cao Hùng, nay là chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện người nhái và trục vớt của Hải quân Hoa Kỳ. Với hơn 200 giảng viên và khoảng 1.200 binh lính từ các binh chủng trong quân đội Hoa Kỳ đặt dưới sự điều hành của ông. Đây là trường đào tạo người nhái đặc nhiệm lớn nhất và tinh nhuệ nhất trên thế giới. Đây không phải là một chức vụ mà ai cũng vươn tới được. Em ra trường Naval Academy là độ 800 đứa học viên. Mà từ 800 người đó thì chỉ có 6 người được chọn thành là người nhái và người lội. 6 người đó thì chỉ có Hùng là được chọn thành chỉ huy. Cuộc đời binh nghiệp đã đưa ông đến những chiến trường sôi động tại Iraq và Afghanistan. Vào năm 2003, ông trực tiếp tham gia việc huấn luyện cho cơ quan FBI và cảnh sát trong lực lượng đặc biệt chống khủng bố. Năm 2005, ông được vinh dự chọn vào chức vụ phụ tá tư lệnh hạm đội 6 thuộc khối Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Năm 2009, ông là chỉ huy trưởng lực lượng liên quân đa quốc gia bao gồm nhiều cơ quan và các binh chủng trong việc phối hợp chống khủng bố. Năm 2010, ông chỉ huy biệt đội hải kích, chuyên sử dụng tàu cao tốc để mà săn lùng khủng bố trong các sông lạch tại biên giới Iraq và Iran. Sau đó, ông tham gia vào lực lượng an ninh quân đội trong vai trò là một nhà chuyên môn về những phát minh mới nhất trong kỹ thuật nhận diện cá nhân. Khi nhận thấy những trẻ em khiếm thị phải ngồi buồn bã trong khi những đứa bạn đồng trang lứa đang tham gia trò chơi đi tìm trứng trong ngày lễ Phục Sinh, ông và phu nhân thành lập hội thiện nguyện quy tụ đa số những chuyên viên chất nổ trong quân đội. Họ đã cùng nhau sáng chế một bộ phận phát thanh nhỏ được giấu trong những trái trứng làm bằng nhựa. Sự sáng tạo này đã giúp cho các em khiếm thị có thể tham gia trò chơi này bằng cách là đi về hướng có âm thanh. Hội từ thiện này đã được Tòa Bạch Đốc mời tham gia trong lễ Phục Sinh hàng năm. Ông là một người con hiếu thảo, lúc nào cũng biết ơn cha mẹ mình. Thương nhất là ba mẹ Hùng thì đó, khi qua bên này thì đi chạy giặc, mất hết tiền, mất hết của, mà đem 5 đứa con qua bên này mà không có việc, mà không có xin tiền ai hết. Ba Hùng tìm việc liền lập tức cái phải qua bên Phi Châu để làm việc khó khăn. Đem hết cả gia đình qua bên đó, mà đến 7 năm sau á phải dời gia đình lại đi để học tiếng Anh, mà ba Hùng ở bên Phi Châu mấy năm sau để hy sinh cho gia đình. Thành ra bây giờ khi mà Hùng làm cái gì cũng là nghĩ tới hy sinh của ba mẹ. Vâng, xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón Trung tá Cao Hùng. Cháu nhìn rất là oai phong. Ngày hôm qua thì cháu mặc đồ dân sự thì chú chưa thấy những cái nét của cháu. Tưởng cháu hiền lành lắm nhưng mà coi thì cháu oai quá. Là vì quý vị cũng biết là đây là trung tâm huấn luyện người nhái lớn nhất thế giới, chứ không phải là chỉ là riêng lớn nhất tại Mỹ. Và có một cái chi tiết này mà ai cũng để ý, tức là quý vị còn nhớ là Tổng thống Kennedy, tức là John F. Kennedy Jr. cùng với bà vợ lái máy bay rớt xuống biển. Thì chính là Trung tá Cao Hùng là người lặn xuống vớt xác hai vợ chồng lên. Có vàng cháu. Dạ, cảm ơn cháu. So, dĩ nhiên phải là the best, không phải là ai cũng có thể lặn xuống như vậy được. Và đôi khi phải những cái gỡ mìn hay là trục vớt những cái tàu chìm vân vân. Cháu ơi, cháu ở Phi Châu một thời gian, bây giờ cháu nhớ cái gì về Phi Châu? Dạ, cháu nhớ nhất Phi Châu là bên Phi Châu mấy người Phi họ không có nhiều tiền và họ làm việc thiệt là khó, mà họ còn vui vẻ. Bên này mình nhiều khi mình có nhiều đồ để làm mình bận bảo mà mình quên là tìm đồ để làm mình thiệt là vui vẻ. Yeah. Không đâu. Khán giả vỗ tay, tức là chú sẽ thông dịch tiếng Việt của cháu sang tiếng Việt. Tức là đời sống ở bên Phi Châu họ đơn giản phải không cháu? Dạ. Yeah. Cho nên họ cảm thấy dễ dàng hạnh phúc. Chẳng hạn như là lúc chiều tôi nói chuyện với Cao Hùng nói, chẳng hạn như là họ không có điện thoại, cell phone, không có internet, không có gì cả, đúng không? Dạ, dạ đúng. Anh để đời sống nó đơn giản là chính tôi đang muốn dọn sang Phi Châu đây. Cảm ơn cháu đã đến chương trình này. Cháu nói chuyện với chú rất là khiêm tốn, chú rất là khen ngợi cháu điểm đó. Nhưng sự thực, hình ảnh của cháu là một cái inspiration, là một cái motivation, tức là khích động và làm tấm gương cho biết bao nhiêu những người thanh niên ở ngoài. Một người như thế này, chỉ huy trưởng một trung tâm huấn luyện, người nhái và trục vớt lớn nhất thế giới, thưa quý vị, không phải là dễ đạt được. Dạ, cảm ơn chú. Và thưa quý vị, đứng bên cạnh Kỳ Duyên là một khuôn mặt rất là thân quen. Không những là anh là nhà bảo trợ chính trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà anh Daniel Phú đã đi chung với trung tâm Thuy Nga rất là lâu, từ cuốn 99, khi chúng tôi cũng đã giới thiệu Daniel đến quý vị trong chương trình Tôi Là Người Việt Nam đầu tiên. Thì hôm nay Kỳ Duyên xin hỏi Daniel là từ cuốn 99 tới bây giờ, từ ngày xuất hiện trên những cuốn băng của Thúy Nga, cũng như là từ đó thì đã trở thành một thành viên rất là thân thương với gia đình nghệ sĩ, thì có cái gì khác lạ không? Cảm ơn chị Duyên. Trước hết Daniel muốn gửi lời chào tất cả những khán giả khắp nơi trên thế giới và có mặt trong đêm hôm nay. Lời chào thân thương và quý mến nhất. Và trước khi trả lời câu hỏi của chị, em sợ bị quên lắm cho nên em phải cảm ơn trước nha. Trước hết Daniel cảm ơn Trung tâm Thúy Nga và chị Thủy đã cho Daniel đến đây để cơ hội để tâm sự cùng quý vị. Và nhân đây Daniel cũng cảm ơn hai người mà giúp Daniel rất là nhiều mà không có cơ hội để cảm ơn. Đó là chú Ngọc Ngạn và chị Kỳ Duyên. Xin cho một tràng vỗ tay cho hai người này đi. Thank you. Dạ. Và sau cuốn 99 Tôi Là Người Việt Nam thì Daniel đã được nhiều khán giả mọi nơi biết đến qua cuốn 99 Tôi Là Người Việt Nam. Thì hôm nay Daniel trở lại đây với một người nhà bảo trợ. Thì quý vị đã thấy được sự thành công của Daniel trong thời gian ngắn. Tuy là nó nhỏ nhưng mà đối với Daniel rất là lớn. Tại vì Daniel bỏ công sức rất là nhiều. Daniel chỉ là một cái phần nhỏ tạo một bức tranh đẹp ở nơi đất ngoài, đất quê hương xứ lạnh, đất nước này. Thì Daniel chỉ mong là mình là một cái hình ảnh, là một cái màu trong một bức tranh mà thôi. Trong những cái lần phỏng vấn vừa rồi Daniel thấy đó, có rất là nhiều người Việt Nam thành công. Daniel cũng mượn nơi đây cảm ơn tất cả đất nước trên thế giới cũng như đất Mỹ đã cưu mang người Việt Nam mình ở mọi nơi. Xin chân thành cảm ơn. Và Kỳ Duyên còn được biết là khi mà nói đến cảm ơn đất nước Mỹ thì Daniel được dịp cảm ơn một cái người đầu của đất nước Mỹ nữa phải không? Mà cảm ơn tận mặt nữa phải không? Dạ đúng rồi. Quý vị ơi, Daniel rất là may mắn. Daniel gặp được nhà vua quý vị ơi. Daniel gặp được Tổng thống Obama trong một cái việc fundraiser, và có một người khách ở trên Beverly Hills đã connect Daniel đến gặp nhà Tổng thống. Quý vị có biết không, hồi đời xưa đó chị, mình gặp Tổng thống, mình gặp nhà vua đó mình không dám nhìn. Nhưng mà đối với nhà vua bây giờ thì mình gặp và bắt tay và rất là friendly. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn đời đã cho tôi được cuộc sống hàng ngày và đến thăm được mọi người và làm đẹp cho mọi người. Chân thành cảm ơn. Và bắt đầu từ ngày hôm nay đó chị, là cái chữ mà tôi vào thế giới làm lông mi thì Daniel sẽ sửa lại như vậy: tôi là người Việt Nam vào thế giới này chỉ làm lông mi mà thôi. Daniel quá dễ thương phải không quý vị? Nhưng mà phải hỏi là thật tình lúc mà gặp Tổng thống có gắn cho ông một bộ lông mi nào không? Yeah. Vào thế giới là lông mi, vào thế giới làm lông mi thì người già, người trẻ, nam hay nữ hay bất cứ một người giàu hay người nghèo, Daniel nhiều điều gắn lông mi cho người đó hết, tại vì vào thế giới làm lông mi mà. Nhưng mà chưa gắn cho Tổng thống. Dạ chưa. Rồi ok. Nhưng mà ước mơ lắm. Hiện tại bây giờ Daniel đang có được 10 bằng phát minh và được 4 bằng được xét duyệt, còn 4 bằng thì đã được rồi, còn 6 bằng đang xét duyệt. Thì Daniel sẽ trong tương lai sẽ ra những sản phẩm và nhiều công thức mới để lại cho mọi người mai sau chúng ta. Cảm ơn Daniel rất nhiều. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình là một nhạc phẩm rất là quen thuộc với chúng ta, Vỗ Cái Trống Cơm của Nguyễn Nghị. Xin quý vị thưởng thức qua phần trình diễn rất vui nhộn của nữ ca sĩ Quỳnh Vi. khen người khéo võ cái buồn vui, khen em ngón tay thon dài hồng hào vỗ cái trong cơm, em ca mấy câu thơ hiền tay đùa tiếng trống rất hồn nhiên, khoan thai trong cơm men bồng tay hồng đùa trong lòng trống, trống thơm thân tròn mình trống kêu trong lòng em thật đầy. Em về vỗ cái trong cơm, em về vỗ cái trong cơm, ơi buồn vỗ cái quên buồn, ơi sầu vỗ cái quên sầu, ơi buồn vỗ cái quên buồn, ơi sầu vỗ cái quên sầu. Tân niên biếu em món quà là cái trong cơm, cho em khi vui khi buồn, quên đời mà vỗ cái buồn vui. Xuân sang biếu em khăn điều, em quàng vào cái trong cơm, cho em khoác lên vai mềm, trên đời cả khối cái buồn vui, cho em hát ca quên đời màu đen màu trắng, dẫu cho bao lần buồn vui không quên câu ca hiền lành. Tân niên biếu em món quà là cái trong cơm, cho em khi vui khi buồn, quên đời mà vỗ cái buồn vui. Xuân sang biếu em khăn điều, đem quàng vào cái trong cơm, cho em khoác lên vai mềm, trên đời cả khối cái buồn vui, cho em hát ca quên đời màu đen màu trắng, dẫu cho bao lần buồn vui không quên câu ca hiền lành. Em về vỗ cái trong cơm, em về vỗ cái trong cơm, ơi buồn vỗ cái quên buồn, ơi sầu vỗ cái quên sầu, em về vỗ cái trong cơm, em về vỗ cái trong cơm, ơi buồn vỗ cái quên buồn, ơi sầu vỗ cái quên sầu, buồn này vỗ cái quên buồn, sầu này vỗ cái quên sầu. Thưa quý vị, người Việt chúng ta thì đã vượt bậc trong nhiều những cái ngành khác nhau, và nhất là những cái gì về học vấn hay là về trí thức, vì chúng ta ai cũng biết là học sinh Việt Nam học rất giỏi. Tuy nhiên nói về thể thao thì có lẽ ít hơn, vì chúng ta nghĩ là người Việt Nam nhỏ con, không có cái thể lực, không có cái sức khỏe thì khó vượt trội về những cái ngành thể thao. Tuy nhiên năm nay chúng ta rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị người Việt Nam. Đầu tiên là hiện giờ em đang là champion 2015 của Canada về môn thể thao trượt băng, có nghĩa là ice skating. Xin mời quý vị gặp gỡ Nam Nguyễn trên clip. Tại Thế vận hội mùa đông tổ chức tại Vancouver vào năm 2010, người hâm mộ môn trượt băng nghệ thuật trên thế giới đã rất ấn tượng với tiết mục trượt băng của một cô bé 10 tuổi mang vóc dáng nhỏ bé nét mặt hài hước với kỹ thuật điêu luyện bất ngờ. Và qua cái tên đậm chất Việt, Nam Nguyễn, người ta biết được rằng cậu bé tài năng ấy là người Việt Nam ở Canada. Trượt băng nghệ thuật phải chăng đã gắn bó với Nam như một định mệnh khi em chào đời tại thủ đô Ottawa, nơi có đường trượt băng mùa đông dài nhất thế giới, Rideau Canal. Lên 4 tuổi, sau khi xem Olympic 2002, cậu bé Nam tự lấy một sợi dây nịt choàng lên cổ khoe với mẹ: "Đây là huy chương vàng Olympic của con." Từ đó, như một lời hứa hẹn, Nam Nguyễn bắt đầu học trượt băng nghệ thuật năm 2006. Năng khiếu bộc lộ rõ ở cậu bé 6 tuổi lúc bấy giờ, khi người thường phải học ít nhất 2 năm thì Nam chỉ cần 6 tháng. Các huấn luyện viên đã đưa Nam đi tham gia các cuộc tranh tài và liên tục đạt được thành tích vượt trội. Từ năm 2007 đến 2009, 3 năm liên tiếp là thí sinh trẻ nhất đoạt 3 giải danh tiếng toàn quốc Canada là Juvenile, Pre-Novice và Novice. Huy chương đồng giải thiếu niên toàn quốc Canada năm 2010, huy chương vàng vô địch Canada năm 2011, vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới ở độ tuổi thiếu niên năm 2014, World Junior, và gần đây nhất Nam đã oanh liệt đoạt giải vô địch Canada năm 2015. Và tính đến thời điểm hiện tại, Nam Nguyễn vẫn là người gốc Việt duy nhất trên đấu trường quốc tế. Quán quân trượt băng nghệ thuật Nam Nguyễn, năm nay 16 tuổi. Vóc dáng tuy không còn bé nhỏ, nhưng ước mơ ngày nào vẫn ấp ủ trong Nam. Con sẽ trở thành người Việt đầu tiên thắng giải Olympic môn trượt băng nghệ thuật. Gentlemen, please welcome the 2015 Canadian Men's Figure Skating Champion, Nam Nguyễn. Nam Nguyễn có lời nào chào khán giả trước không? Chị Kỳ Duyên biết là Nam đã ráng học tiếng Việt rất nhiều để nói được cái câu này, so please. Dạ, con chào cô Kỳ Duyên với con chào quý vị của Thuy Nga. Okay. All right, from now on we can let you speak English, all right? So you started ice skating since you were how old? I started skating when I was 5 years old. 5 years old, and by the time you were 8, you already start to winning your first championship. Yes. Okay, and that's when you decided to seriously take on. So you're only 16 now. You're in high school still. Yeah. So while most kids in high school are, you know, worrying about going to the proms and, you know, maybe having a first girlfriend, what kind of sacrifices do you have to make to get to this level of success and competition? The sacrifices are I can't go out with my friends too often. I'm in school for 2 hours, not as long as the other kids. I train more often, and just the fun part, I can't really have too much like my other friends. How many hours do you train each day? 6 hours every day and 6 days per week. Wow. But also, I noticed it's not only whenever there's a successful athlete in the family, the whole family has to stand behind. Yeah. The sacrifices that your parents made, I'm sure a lot of money in coaching and, you know, even thưa quý vị, hôm nay tới đây để Nam Nguyễn có trong chương trình này, nhưng mà bố mẹ của em cũng phải đi kiếm cái ice skating ring để mỗi ngày em vẫn phải đi tập, vì sau khi có mặt ở Thúy Nga, the next week you're going to another competition, right? Yes. So you're training every day. So yeah. Since your parents are in the audience right now, what would you like to say to them? Yeah. I would like to say thank you to my mom and dad for supporting me and giving me the best support possible. You've wakened me up every single morning for my practices. You've come with me to my competitions and helped me stay focused and You're that parent that always does the extra to help me be successful. So, cảm ơn. Chu, I know that you also have an ending speech in Vietnamese to say. So yes. Yeah. Cảm ơn ba mẹ giúp con, với cảm ơn quý vị của Thuy Nga, 10 con come here. Với con muốn cảm ơn cái Vietnamese community of Toronto for supporting me and just wishing me the best of luck. And we hope to see you on the Olympic team 2 years from now, and we hope you have a shiny medal. Any kind of medal would be good, okay? But gold is better. Thank you. Thank you. Và thưa quý vị, bây giờ xin trả lại cho anh ạ. Và bây giờ tiếp tục chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một liên khúc nhạc của Hoàng Trọng Thủy, hai bài quen thuộc Em Về Nào Có Hay và Đoạn Khúc Cuối Cho Em. Thưa quý vị, phần trình diễn của Don Hồ và Minh Tuyết. Bàn tay như cô kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, nhìn tháng năm tan phai hình bóng thôi còn ai. Trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương, cơn đau xa người còn thấm môi hôn nhớ vì ai. Phút chia tay anh nói lời tiễn đưa, mắt em buồn nhìn anh thôi đã mất. Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi, vùi thân ra rồi hình bóng em theo chăn gối này. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng, dấu chân anh rơi căn gác buồn tênh. Và ngày em đi anh đưa môi tìm lên mùi son cũ, dấu vết ái ân tan theo như lời nói chia lìa nhau. Bàn tay như cô kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, nhìn tháng năm tan phai hình bóng thôi còn ai. Thắp lối môi ướt mềm trên thung lũng buồn, em đi về nghe nắng đổi thay, từng đôi chân cỏ lung lay. Em đi về lòng ai héo hắt, sương mắt buồn đôi tay vẫy gọi. Em đi về anh chết nào hay, đôi mắt biết nhạt mi cây. Em đi về đường khuya ướt bước, bàn chân ai vương theo dấu mòn. Em đi về em có nào hay, anh giá rời say. Chiều mưa rơi em còn nghe tiếng nhạc hoa, em còn thương tiếc bờ môi. Em về cho bóng anh tàn một mình, anh. Trong tim em xót xa đầy giọt lệ nào vương gót chân. Em về lê bước buồn tênh, anh ơi che giấu quanh hiên. Em đi về bàn tay buốt giá, thôi dã từ cơn mê cuối mùa. Em đi về anh vẫn chờ đây, mang ánh mắt buồn giăng mây. Em đi về còn như nuối tiếc, chưa mong ai thương theo dấu mồ. Em đi về em có nào hay, anh dã rời say. Bàn tay như cũ kéo những ước mơ đã mãi xa rồi. Nhìn tháng năm tan phai, hình bóng tôi còn ai. Bàn tay như cũ theo những ước mơ đã mãi xa rồi. Nhìn tháng năm tan phai, hình bóng thôi còn. Tháng trước thì tôi có người bạn trẻ ở Toronto, mới đi nghỉ hè cũng khá lâu, mới ở bên Bahama gì đó. Lúc trở về thì tìm mua cái cuốn Paris by Night mừng tuổi mẹ của Thuy Nga, thì đi ra tiệm mua cuốn băng, nói là bán cho tôi cuốn Xuân của Paris by Night mừng tuổi mẹ. Thì cái bà chủ bà ấy nói ồ cái cuốn này nó bán chạy quá. Tôi bán chạy nghĩa là trong suốt tháng vừa rồi, thành thử ra băng sang hết mất rồi. Ông cảm phiền coi băng gốc được không? Có nghĩa là bà đành buồn là phải bán băng gốc tại vì nó mắc tiền hơn băng sang. Cái chuyện mà nó ngược đời, mình thấy nó như vậy. Như vậy thì mỗi lần mà trung tâm Thúy Nga càng đầu tư những cuốn hay thì lại càng lỗ. Tại cuốn hay thì người ta mới sang, càng hay lại càng sang nhiều. Nhưng mà thôi thưa quý vị, để trở lại với chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Little Sài Gòn, nhạc của Alan Nguyễn, lời Việt của Khúc Lan và lời Anh của Brinkley O'Connor. Xin mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của Justin Nguyễn. chia cách xa. Này Little Sài Gòn, cô em dấu yêu. Này Little Sài Gòn, hẹn ngày mai ta có đôi. Này Little Sài Gòn, hôm nay có anh. Thương Little Sài Gòn, nhớ Little Sài Gòn. Quý vị, tôi lại đến gần quý vị để tặng. Đây là tiền tặng 1.000 đồng của Fucoidan, là cái mà tôi quảng cáo. Cái đó quý vị biết rồi, Yoho Mekabu Fucoidan làm tăng tuổi thọ và làm cho các tế bào chết, tế bào ung thư nó tự hủy diệt. Cho nên nghĩ đến sức khỏe là nghĩ tới Nhật Bản Hải Dược. Có nhiều người bảo tôi là chú Ngạn sao không dịch là Nhật Bản Hải Sản. Tôi nói hải sản người ta sẽ lầm tưởng là seafood. Cái này là Nhật Bản Hải Dược. Đây là 1.000 đồng tiền mặt. Để bây giờ tôi mời một người ra đây xem ai nhắm nó có vẻ cần. Anh ra đây. Tại vì anh cần thuốc bổ này hơn bà đó. Bây giờ anh ngồi, anh nhìn lên màn ảnh để anh nghe nhạc. Chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mừng đón. Người yêu anh sẽ thương anh trọn đời. Nó mất hai chữ người yêu anh. Bé nhỏ sẽ thương anh trọn đời. Người yêu anh lính trẻ sẽ thương anh trọn đời. Người yêu anh lý tưởng sẽ thương anh trọn đời. Bây giờ anh điền hai chữ gì? Bé nhỏ. Câu dễ quá. Câu quá dễ. Nếu mà chính anh cảm thấy câu này dễ, hay là anh lấy một nửa tiền thôi được không? Bây giờ cho câu khó lấy thêm một phần tiền nữa. Đấy, chúc mừng. Cô Kỳ Duyên. Anh này, anh nói như vậy là em biết là anh đi đánh bài là anh double down rồi đó. Được một cái thử double down gấp đôi. Thưa quý vị, bây giờ Kỳ Duyên cũng có 1.000 đồng của Thẩm mỹ viện Hạnh Phước. Như lúc nãy chúng tôi nói là chị Hạnh Phước là bao giờ cũng gắn bó rất là lâu bền nhất với trung tâm Thúy Nga. Và nếu quý vị là nam hay nữ mà muốn có thêm sự tự tin, thêm sắc đẹp thì xin quý vị đến Thẩm mỹ viện Hạnh Phước. Và thưa quý vị, bây giờ Kỳ Duyên có 1.000 đồng tiền mặt. Ở đây có ai không ạ? À? Ở đây có ai muốn không? Muốn lắm không? Không thấy quý vị lờ đờ quá phải không? Rồi xin mời anh. Anh áo sọc đó. Có mời anh mà. Không, anh giơ tay lên không? Chị đâu có mời cổ đâu. Vậy thôi mời người khác nha. Vậy anh muốn cơ hội không? Rồi. Vậy thì thôi mời anh, áo trắng. Rồi. than phiền là chú Ngạn không chịu mời đàn bà, mời toàn đàn ông không à? Không, có chứ, nhưng mà tôi ưu tiên cho các bà già. Cho nên là tôi không chỉ cô thì chứng tỏ là cô còn trẻ. Rồi, bây giờ xin mời anh theo dõi trên màn ảnh nha. Tình mình bây giờ như mưa trên sông, mưa cuối sông. Hình như cái này cũng dễ quá đó. Không biết anh có muốn đổi để double down lấy câu khó hơn không? Rồi, mưa bị mất hai chữ ha. Mưa mùa đông, mưa cuối sông, hay là mưa đầu sông, mưa cuối sông, hoặc mưa chờ mong, mưa cuối sông? Mưa đầu sông, mưa cuối sông. Dạ đúng rồi, chúc mừng anh. Xin mời anh 1.000 đồng của Thẩm mỹ viện Hạnh Phúc. Thank you. Yeah, thank you. Thưa quý vị, 1.000 đồng tiền mặt của công ty Blue Pure Australia, là công ty dược thảo nổi tiếng của Úc, hân hạnh giới thiệu viên thuốc uống đẹp da đa năng, kết hợp từ nguyên liệu nhau thai cừu và tinh chất collagen và sữa ong chúa. Viên đa năng sử dụng rất hiệu quả để xóa tan các vết nám tàn nhang, căng da và giúp da sáng trắng mịn màng. Viên uống đa năng giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, tiền bạc để duy trì vẻ đẹp toàn diện của làn da. Bây giờ tôi xem thôi để tôi xem có ai mà cái da nó cần đẹp hay không. Đây toàn những người là da đẹp sẵn rồi, trời, không thấy có ai mà da xấu mà cần phải cả. Bà không phải da xấu đâu, nhưng mà bà tuổi ngang tôi mời bà ra đây. Bà đó, 1.000 đồng mà không ra thì phí quá bà. Chứng tỏ là anh Ngạn dù có 1.000 đồng cũng không attract được một bà nào cả. Vừa tiền vừa người cũng zero thôi. Cô nói đúng đó. Không ngờ mà tôi đem 1.000 đồng mà mời mà người ta lưỡng lự lắc đầu. Đó là tại anh thôi đó. Dạ, ông hại tôi, nhỡ tôi không cái nhà nhờ mắc cỡ đó. Chưa chi đã nói là anh hại cố rồi hả? Anh làm cái gì đó anh khai ra mau. Bà, tôi vẫn tự hào. Tôi không có số đào hoa nhưng mà đại đa số các bà già đều thích tôi. Bà làm vậy thì cô Kỳ Duyên cố chê tôi quá đi. Bây giờ tôi mời bà theo dõi trên màn ảnh nhé. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về, ai về là về. Câu này thì dễ quá, bà không phải khóc đúng không? Dễ lắm mà bà, tôi thấy bà đã chớp nhớp mắt rồi. Bây giờ ai về là về núi Ngự, ai về là về Thiên Mụ, ai về là về Vĩ Dạ. Bà chọn cái nào? Về Vĩ Dạ. Bà ơi, bà trả lời vậy thì cái lời cô Kỳ Duyên kết án tôi là đúng rồi. Tức là hóa ra tôi hại bà thôi, mời bà về chỗ. Vâng, không sao. Không để được. Anh ơi, chắc anh gọi một ông cho chắc ăn đi. Em thấy anh không hạp với phụ nữ rồi đó. Sao cái bà già nào cũng chê tôi thế này? Bà ra đây không? Mời bà ra đây. Chê anh còn già hơn nữa. Anh lại cứ nhất định phái nữ như vậy, em thấy nghi ngờ quá. Chỉ có em là chịu đựng được anh 20 năm thôi đấy. Bây giờ anh mới thấy quý phải không? Bà quay vào mặt tôi làm gì? Bà quay vào cái ống kính này này. Bây giờ bà nghe lại nhé. Bà nghe lại rồi. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về, ai về là bây giờ chỉ còn có 2 thôi, bà 50% rồi. Ai về là về núi Ngự, ai về là về Thiên Mụ, ai về là về Vĩ Dạ. Vĩ Dạ sai rồi. Bây giờ bà chỉ còn có núi Ngự với Thiên Mụ, bà muốn về đâu? Bến Ngự. Ai về Bến Ngự? À, bà thông minh như thế mà tại sao tôi gọi lúc đầu bà lại lắc đầu từ chối là thế nào? Vâng, xin cảm ơn bà và chúc mừng bà có 1000 đồng. Vâng. Đây, bà còn đi lạc đường nữa. Bà hàng này. Và thưa quý vị, bây giờ Kỳ Duyên đang đứng sẵn với một người khán giả đã được trung tâm lựa chọn cho. Đây là một giải của một thân chủ đã gắn bó với trung tâm Thúy Nga một thời gian khá lâu. Đó là trung tâm Nguyễn Kim. Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim là hệ thống bán lẻ hiện đại, điện máy, sản phẩm số hàng đầu tại Việt Nam với mạng lưới phủ rộng trên toàn quốc. Quý khách đến Nguyễn Kim có thể mua từ TV, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, tablet, laptop của các thương hiệu hàng đầu thế giới và được hưởng nhiều dịch vụ gia tăng như giao nhận, lắp đặt miễn phí, bảo hành chính hãng. Bà con có dịp về Việt Nam hãy ghé Nguyễn Kim mua hàng điện tử cho gia đình và thân hữu hoặc có thể vào thăm trên web nguyenkim.com. Và giải thưởng thưa quý vị 2000 đồng tiền mặt. Chúc chị nhiều may mắn nha. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy nhưng ngày vui anh về nơi đâu. Anh chỉ đến bên em lúc vì hết say anh đâu ở đây. Rồi bây giờ chỉ có 3 chữ: anh chỉ đến bên em lúc sầu, lúc nghèo, lúc say, lúc giàu. Thưa chị ơi, đúng là tất cả mấy cái người bên này nó hại chị rồi. Xin mời chị ngồi xuống lại đi. Thôi bây giờ đi về phía này đi. Rồi mời anh. Mời anh đứng bên này. Bây giờ khỏi cần nghe lại. Kỳ Duyên chỉ đọc lại 3 chữ thiếu nha. Anh chỉ đến bên em lúc sầu, lúc nghèo, lúc say. Bên em lúc say. Trời, giỏi quá. Chúc mừng em. 2000 đồng phòng Nguyễn Kim. Thank you, congratulations. Thank you. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị thưởng thức một màn trình diễn mà có thể nói là rất hiếm có, bởi vì 3 nghệ sĩ lừng lẫy quốc tế mà quý vị đã biết là Cường Vũ là trumpet, Nguyên Lê là guitar và Võ Văn Ánh là đàn dân tộc của chúng ta, điển hình là đàn tranh, đàn bầu. 3 người trình diễn một nhạc phẩm rất Việt Nam theo một lối hòa âm mới lạ nhất. Mời quý vị thưởng thức Lý Ngựa Ô với Võ Văn Ánh, Nguyên Lê và Cường Vũ. Thưa quý vị, tôi chưa thấy ai đánh đàn tranh mà giật như cái cô này. Đàn tranh thường nó đánh dịu dàng, êm lắm mà cái bài đàn tranh nó giật. Cái thứ hai là cái group này đó là cái chủ yếu là jazz là nhiều, tức là họ improvise, họ đánh ngẫu hứng. Thành được tôi với cô Kỳ Duyên đứng trong này cứ thò đầu chạy ra từng họ hết rồi. Tại thụt vào đến 3 lần, cứ thụt ra thụt vào mãi là không biết lúc nào họ ngưng cả. Anh ơi, anh em biết là tiếng Việt anh giỏi nhưng mà em phải sửa anh một tí. Anh phải nói tôi với cô Kỳ Duyên đi ra đi vào, nó hay hơn là thụt ra thụt vào, phải không quý vị? Dạ em nhỏ nhưng mà em tiếng Việt vẫn còn rất là rành. Phải không quý vị? Dạ, lâu lâu em cũng phải sửa lưng ông anh một tí. Tại vì tiếng Việt anh dạy em, bây giờ em giỏi quá rồi, em hơn sư phụ rồi. Cái thứ hai là thế này quý vị. Cô Võ Văn Ánh làm cho tôi, khi mà tôi mới đọc thì tôi bị hai cái thắc mắc. Thứ nhất là tưởng là Võ Văn Ánh, bảo ủa, lúc đầu tôi cứ tưởng ông Võ Văn Ánh, hóa ra là nữ nhạc sĩ Võ Văn Ánh. Người Bắc thì không có họ Võ, bởi vì người Bắc phải là họ Vũ. Vào tới trong Nam Chánh Húy thì Vũ mới đổi thành Võ. Cho nên không hiểu tại sao cô là người Hà Nội mà vẫn còn tên là Võ Văn Ánh. Nó giống như là bác sĩ Dương Văn Thiệt, là tác giả bài Tóc Xưa. Thì vừa nghe bác sĩ Dương Văn Thiệt, không cần giới thiệu quý vị cũng biết đó là người miền Nam. Tại sao? Tại vì nếu là Bắc thì là Dương Văn Thật. Người Bắc là nói thật, người Nam là nói thiệt. Dương Văn Thật hay. Rồi đến cái bài Ngựa Ô nữa, tôi cũng lại có một cái thắc mắc là thế này quý vị. Tức là trong cái bài Ngựa Ô gốc mà sau này quan họ Bắc Ninh hay lấy hát á, thì nó chỉ có nó chỉ có chừng 3-4 câu thôi, tức là trống cơm ai vỗ nên bông, một bầy con nít lội sông đi tìm. Thưa quý vị, nếu cái này là ca dao quan họ miền Bắc thì người miền Bắc không dùng chữ con nít, người miền Bắc dùng chữ trẻ con. Thì nếu mà thí dụ nói một câu lão già quá rồi mà tính tình còn trẻ con lắm, đó là câu người Bắc. Người Nam sẽ nói ông già rồi mà tánh còn con nít. Thì quý vị thấy rõ rằng cái trẻ con với cái con nít. Thành thử ra nếu là dân ca quan họ miền Bắc thì không dùng cái chữ con nít. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp mang tựa đề Tôi là người Việt Nam, nhạc của Dương Khắc Linh, lời của Ánh Minh và Dương Khắc Linh. Đặc biệt tuy nhạc phẩm tựa đề Tôi là người Việt Nam nhưng mà quý vị sẽ thấy phần đông những lời nhạc là tiếng Anh. Ý chúng tôi muốn là nói với những cái thế hệ sau này nữa, có thể có những em bé lớn lên và dù tiếng Việt không rành nhưng mà dù mình nói bằng tiếng Anh nhưng mà mình vẫn là người Việt Nam. Và trong nhạc phẩm này chúng tôi cũng muốn gọi là reach out, cũng muốn làm một cái nhịp cầu nối với những cái giới trẻ sau này. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đó qua 4 tiếng hát của Ánh Minh, Thiên Tôn, Trịnh Lam và Hương Giang. Seems so far away, and now I realize I've never seen you before. Vietnam, your beauty lies within, sweetest dreams of whispering winds. I hear your voice inside of me, telling me who I am, who I am. Vietnam, your beauty resonates. Water flows through your thousand legs. One day I will find my way to where it all began and say tôi là người Việt Nam. so far away, but no matter where I go, where I was born, I'll always know a part of you is deep in my heart. Vietnam, your beauty lies within, sweetest dreams of whispering winds. I hear your voice inside of me, telling me who I am, who I am. Vietnam, your beauty resonates, water flows through your thousand lakes. One day I will find my way to where it all began and say tôi là người Việt Nam. Your beauty lies within, your beauty resonates, your beauty lies within, your beauty resonates, your beauty lies từ trong tim tôi mới là người Việt Nam. Your beauty lies within, Vietnam, your beauty lies within, sweetest dreams of whispering winds. I hear your voice inside of me, telling me who I am, who I am. Vietnam, your beauty resonates, water flows through your thousand lakes. One day I will find my way to where it all began and say tôi là người Việt Nam. Trịnh Lam, Anh Minh, Hương Giang. Và Thiên Tôn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, khi chúng tôi sang trình diễn bên Hàn Quốc thì người Việt Nam có một cái chi nhánh họ Lý ở bên Hàn Quốc. Cuối đời nhà Lý sang nhà Trần thì một vị hoàng thân dẫn gia đình cũng như đoàn tùy tùng sang bên Triều Tiên. Lúc đó chưa gọi là Hàn Quốc mà Triều Tiên, và giúp vua Triều Tiên đánh quân Mông Cổ, cho nên vua Triều Tiên cấp cho một cái khu đất gọi là vùng Hoa Sơn, từ đó gọi là dòng họ Lý Hoa Sơn, gồm toàn người Việt Nam quê ở Bắc Ninh. Trải qua đến nay là khoảng 700-800 năm, khi chúng tôi đến trình diễn, cái người đứng đầu dòng họ Lý đó đến chào, nhưng họ không nói được một câu tiếng Việt nào nữa, mà chúng tôi thì không nói được một câu tiếng Hàn Quốc nào. Thành thử ra hai bên gặp nhau chỉ giơ chân giơ tay và biết nhau là người Việt mà thôi. Tuy nhiên từ năm 2000 thì phái đoàn họ Lý gốc người Việt ở bên Hàn Quốc vẫn về thăm quê hương ở Bắc Ninh, năm đầu về tới 200 người. Và từ từ cho đến nay thì cứ đến cái ngày cúng dỗ triều vua nhà Lý thì người Việt ở bên Hàn Quốc đều trở về. Ý chúng tôi muốn nói rằng dù không còn nói được tiếng Việt, vẫn là người Việt Nam, vẫn không ai bỏ cái cội nguồn của mình. Thưa quý vị, trong cái ý hướng mà chúng tôi thực hiện chương trình hôm nay là bước sang thập niên thứ tư, thì cái thế hệ đầu tiên, thế hệ của tôi bây giờ cũng chỉ như những ngọn đèn dầu trước gió, một thời gian ngắn nữa sẽ qua đi. Nhưng chúng tôi vui mừng là thế hệ đầu chúng tôi làm cái nền móng để thế hệ thứ hai, thứ ba, tức là con cháu mình, đã đạt được những thành tựu lớn về mọi lĩnh vực mà quý vị vừa thấy chúng tôi có một số khách mời. Họ đã hòa nhập vào xã hội mới, họ thành công trong xã hội mới, mặc dầu lúc nào họ cũng vẫn hãnh diện nhận tôi là người Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị trở lại thăm làng tôi của Trung Quân, thăm những nẻo đường Việt Nam của Thanh Bình qua hai tiếng hát của Quang Lê và Mai Thiên Vân. êm xuôi về làng tôi. Bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che du bên mấy hàng câu đồng quê mơ màng. Nhưng than ô có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm súng chiều quê tôi thăm mơ bóng ngày về, mơ trong bóng ngày về. Quê tôi chìm chân trời mơ xưa, quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan. Ôi những nẻo đường Việt Nam, những nẻo đường về đâu bóng chiều chậm rơi bờ lúa nương dâu. Ôi những nẻo đường về đâu, làng ta nhắn ai đi xin chớ quên quê nhà, con đường về thôn vui quá. Ơi ta hát trên đồi cao, xóm em ánh trăng soi lối vào, những nẻo đường gặp gỡ duyên nhau. Yêu là yêu không bờ bên rồi, yêu là yêu những nẻo đường ơi, yêu là yêu không bờ bên rồi, sao người ơi đành tâm chia đường cách đôi. Yêu là yêu không bờ bên rồi, yêu là yêu những nẻo đường ơi, là yêu chia đường cách đôi. Yêu là yêu không bờ bên rồi, yêu là yêu những nẻo đường ơi, yêu là quý vị, Làng Tôi và những nẻo đường Việt Nam với tiếng hát Quang Lê Mai Thiên Vân vừa kết thúc chương trình Paris by Night Tôi là người Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự và chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong những chương trình kế tiếp. Và sau đây chị Duyên xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ, tất cả các vũ công, các hair, makeup, everyone, come on stage and say goodbye.